Hello anh em Đà Lạt nha. Giờ là khoảng 10 giờ rồi. Mình mới lên lấy MV lại. MV bây giờ Odo là em cầm quay giùm anh bấm qua coi MV đó 2400 cây anh. Đó 2400 cây là anh về anh chạy đâu đó được khoảng mười mấy cây thôi. Chủ xe nói là cái dáng nó hơi ngắn không hợp với anh, tại anh cũng đứng tuổi rồi. Xe chạy thì rất là ngon. Ảnh chắc ảnh bấm lộn qua cái quýt ship off đó, mình mới on lại quýt ship với lại anh chỉnh qua cái chế độ sport. Mấy cái này thì mình bấm lại mình chỉnh lại thôi theo cái ý mình thôi. Thì anh em thấy đi rất là mướt ha, về mới có mười mấy ngàn cây, mười mấy cây thôi mà chủ xe thấy không hợp. Do cái dáng anh em, cái dáng này nó ngắn, nó nhỏ, nó gọn với ảnh quá. Ảnh thích cái xe to to đó thì mình hẹn ảnh là 2 ngày, tại vì cái tiệm mình mới khai trương cho nên nó đông khách quá rồi nhiều việc á, cho nên bữa nay mình mới tranh thủ lên. Chiều nay mình lên thì 9:30 mình tới, mình lấy phòng xong rồi mình đi taxi qua, mình chạy xe về sẵn chở vợ mình đi vòng. Em cầm đi anh chạy đã lắm anh em ơi, gặp trời Đà Lạt nó xe xe nữa. Quýt ship con này thì chỉ có 1 chiều thôi nha anh em, có 1 chiều úp thôi chứ chưa có đau nha, nhưng mà xe này ga điện, con này ga điện mà nó không có bị chờ rất là nhạy nha. Anh em quá đẹp. Chiếc xe này hôm nay được lên Đà Lạt, nhưng mà không phải là chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt mà được chở từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Sau rồi anh chủ xe anh chạy được khoảng 9 hay 12 cây số thôi. Nói cái dáng xe nó trẻ quá so với ảnh. Ảnh kiếm cái con bự hơn. Trọng lượng con này nó chỉ có 160 mấy ký thôi anh em. Có 160 mấy đến 170 ký à. À, full xăng luôn á, thùng xăng nó bằng nhựa. 160 mấy ký à, 167, 68 ký. Cho nên là giờ dắt nó ngồi lên nó rất là nhẹ, rất là thoải mái. Rất là đẹp ha. Quá đẹp. Rồi, xe lại về. Đó. Anh em nào cần thì alo cho mình. Mình không phải chạy nó về Sài Gòn hay đâu, mình chở nó. Tại vì mình lên đây tối 9:30 mình chưa ăn uống gì hết, cho nên là mình mà đẩy nó lên xe thì mình lười đẩy xuống. Nên là mình lấy phòng xong mình mới qua lấy xe, mới chở vợ mình đi một vòng. Mình ăn xong mình mới chạy ra đây mình quay cho anh em xem nè. Ở trong chợ Đà Lạt đông quá anh em. Ra đây chỗ nó thoáng hơn, quay cho anh em dễ nhìn hơn. Biển số rất là đẹp ha, 00288 nha. Số khá là đẹp á. Dán con xe quá đẹp. Tuyệt phẩm luôn. Thiết kế rất là hay ha. Kính thiết kế cực kỳ hay. Zin là thiết kế như vậy rồi. Đúng là người Ý, châu Âu họ thiết kế quá là đẹp. Kiếm con xe này hình như là mình biết là còn một con như vậy là ở Cần Thơ, nhưng mà Odo thì nhiều hơn mình, chỉ có 2 con màu đỏ này thôi. Còn lại thì những con kia neo khác thì con kia Odo đâu đó cũng 8-9 ngàn cây à. Con này là 2.400 rồi, nhưng mà được cái là con này là hiện tại là ốc trên xe, cái ốc bánh chưa mở một ốc gì hết. Kiếm cái tình trạng như con này là không có đâu anh em. Chưa có mở một con ốc gì hết. Kiếm tình trạng một con MV như vậy là không có. Đó. Thì cái con
Duster mà bản RR này ở Việt Nam thì không quá được 10 chiếc anh em, nó chưa tới 10 chiếc. Mà kiếm một con xe đẹp như vậy, tình dạng như vậy thì mình thấy là chưa có. Không có con nào hết. Còn dưới xe này thì thật sự là ít không ít mà nhiều không nhiều. Còn bản thường nữa cộng lại luôn bản thường thì tầm đó khoảng 20 hay mấy con à. Đó, còn khoảng 20 hay mấy con thôi là luôn bản thường nha. Còn bản này là bản R. Càng hiếm nữa. Bật lại audio xong rồi quay anh em xong là mình về ngủ. Sáng mai là về Sài Gòn. 2415 cây hồi nãy mình nhận xe là 2408 08 cây. Ảnh về ảnh chỉnh. Anh tắt cái quýt ship đi. Mình mới bật lên lại nè, setting TC nè. Này là lap nè, này là setting custom map nè, map custom. Chỉnh ABS nè ha. Quýt ship on nè, mình mới bật lên lại. Setting lock. Mình mới bật lên lại anh em. Em phải bóp côn mới đè được. Em bóp côn rồi anh gái. Ủa. Phải bóp côn mới đè được. Thùng ga backfire nghe cũng phê nữa. Sương mù dày đặc luôn. Quá trời lạnh. Đêm rồi, đông xe nguy hiểm lắm. Tôn trọng người tham gia giao thông. Tắt đèn.